Mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế sẽ cung cấp một nền tảng để kết nối các quốc gia và khu vực, cải thiện các hệ thống thu thập và phân tích mẫu. Ngoài nhiệm vụ giúp đảm bảo việc xác định và theo dõi các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm diễn ra nhanh chóng, mạng lưới này còn chia sẻ thông tin rộng rãi hơn, từ đó phối hợp hành động để ngăn chặn các thảm họa liên quan tới sức khỏe. Mạng lưới này sẽ dựa vào bộ gen của mầm bệnh để phân tích mã di truyền của virus, vi khuẩn và các sinh vật gây bệnh khác, từ đó biết được mức độ lây nhiễm và nguy hiểm của mầm bệnh cũng như cách thức chúng lây lan. Dữ liệu được thu thập sẽ đưa vào một hệ thống giám sát dịch bệnh rộng lớn hơn để xác định và theo dõi các bệnh nhằm ngăn chặn các đợt bùng phát dịch và phát triển các phương pháp điều trị cũng như vaccine. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, mạng lưới này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng nhưng có thể đóng một vai trò quan trọng trong an ninh y tế khi cung cấp cho mọi quốc gia quyền truy cập thông tin về trình tự và phân tích bộ gen của mầm bệnh như một phần trong hệ thống y tế công cộng.